Thưa quý khán giả, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được thực hiện theo quyết định số 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2022. Để chính sách đạt hiệu quả, Cà Mau đã có nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện. Yếu tố quan trọng là sự đồng lòng của các tổ chức chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn tất việc giải ngân tiền hỗ trợ theo quy định. Theo quyết định số 08, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một người một tháng và 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Sau khi quyết định số 08 có hiệu lực, các huyện, thành phố Cà Mau đã chủ động phối hợp trong tổ chức tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ, đồng thời để người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ chính sách trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đợt dịch vừa rồi thì nói chung là công ty mình cũng hỗ trợ tối đa, hỗ trợ về chỗ ăn, chỗ ở. Có một số người thì lúc mà dịch cao điểm thì cũng ở tại công ty, cũng lo chỗ ăn, chỗ ở cho họ ở công ty. Còn số anh em mình phải đi không được, làm không được. Thì ở nhà trọ thì mình cũng hỗ trợ tiền ăn thêm. Nhưng sau đó thì cũng được chính sách nhà nước hỗ trợ để cái tiền thuê trọ. Thì dường như cái tiền thuê trọ là dường như mình sẽ bù đắp cho anh em tất cả. Nếu là cái tiền mình hỗ trợ cho công nhân thì vẫn bình thường, nhưng mà được cái sự hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm của chính quyền địa phương thì cũng tạo điều kiện cho anh em nó đỡ vất vả hơn. Sau khi tiếp thu các văn bản của cấp trên thì chủ ủy ban đã chủ động rồi phối hợp với các ngành đoàn thể rồi là phổ biến tuyên truyền, đặc biệt là những cái công ty doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai đến công ty doanh nghiệp có những cái đối tượng mà thuê nhà để lao động đó, để thực hiện theo cái chế độ chính sách. Thì qua cái rà soát lập danh sách chi trả thì thị trấn Sông Đốc có 64 đối tượng được thụ hưởng với số tiền là trên 90 triệu. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho 10.152 lượt lao động, kinh phí 7.469.500.000 đồng. Ngay sau đó, Sở Tài chính cũng đã tiến hành giải ngân 100% tiền hỗ trợ theo quy định. Huyện Trần Văn Thời, mặc dù số lượng lao động được thụ hưởng từ chính sách khá ít, song với phương châm dù ít nhưng tuyệt đối không để bỏ sót, địa phương đã có nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện. Yếu tố quan trọng là rà soát và thẩm định đảm bảo đúng và đủ đối tượng. Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 79 của Ủy ban Nhân tỉnh, thì Ủy ban Nhân huyện đã ban hành kế hoạch số 85 để triển khai thực hiện đến các cái đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân các xã thị trấn, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn của huyện để thực hiện cái quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện thì mặc dù là cái số lao động trên địa bàn của huyện Trần Thời thì cũng khá nhiều, mà tập trung nhiều thì ở đơn vị thị trấn Sông Đốc. Nhưng mà do cái việc mà làm của lao động là chủ yếu là làm công nhật, nên là cái việc mà lao động đủ điều kiện để hưởng theo cái quyết định số 08 thì nó cũng không có nhiều. Qua cái quá trình triển khai thực hiện thì đến thời điểm mà kết thúc cái quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ thì trên địa bàn huyện Trần Thời đã hỗ trợ cho 80 lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó thì có 79 trường hợp là đang làm việc tại doanh nghiệp, còn một trường hợp là quay lại thị trường lao động, với số tiền hỗ trợ cho các lao động là trên 120 triệu đồng. Từ thực tế cho thấy, chính sách này chỉ thật sự mang lại hiệu quả khi được triển khai thực hiện kịp thời đúng đối tượng. Đặc biệt đối với thành phố Cà Mau, có số lượng người lao động khá lớn, do đó để đảm bảo tiến độ, tránh tình trạng đẩy sót, trùng lập và không đúng đối tượng, thành phố và các cơ quan liên quan đã đẩy nhanh việc hoàn tất danh sách người lao động đủ điều kiện được hưởng chính sách. Đối với thành phố Cà Mau thì là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Cà Mau, do đó là có đông cái đối tượng là nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo cái quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thực hiện giải ngân tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định 08 nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định, thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã tích cực kết nối với doanh nghiệp
bằng các hình thức ban hành các cái văn bản hướng dẫn đôn đốc theo thẩm quyền. Cái thứ hai nữa là gọi điện trực tiếp đến doanh nghiệp để giải đáp thắc mắc và nắm tình hình tiến độ giải ngân tiền thuê nhà trọ đến người lao động. Thứ ba nữa là sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin hai chiều giữa doanh nghiệp và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của phòng để trong quá trình chuyển khoản qua ngân hàng và thanh quyết toán theo đúng quy định. Với kết quả đó thì đến thời điểm hiện tại thì thành phố Cà Mau đã giải ngân toàn bộ số tiền được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là cho người lao động là 9.662 người với số tiền là 6.842 triệu đồng. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, mặc dù địa phương đã thực hiện việc giải ngân đảm bảo kịp thời, song số lượng lại có sự chênh lệch khá lớn so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân được ghi nhận là người lao động trên địa bàn ở trọ, ở thuê để tham gia lao động. Phần lớn lao động làm việc tại các công ty chế biến thủy sản, công việc mang tính thời vụ, làm công nhật, dần dần không tham gia bảo hiểm xã hội nên không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định. Mặt khác, sau khi rà soát lại, do nhiều người lao động không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, dẫn đến việc đối tượng thụ hưởng chênh lệch so với dự kiến ban đầu thời điểm tháng 5 năm 2022 chỉ đạt 46,23%. Trong đó, đối với chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc, tổng số lượt đối tượng được hỗ trợ là 9.903 người, trong đó 9.898 lao động đang làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và 5 lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 7,1 tỷ đồng, bằng 54% so với dự kiến. Đối với hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động, tổng số lượt đối tượng hỗ trợ là 249 người, kinh phí hỗ trợ 284 triệu đồng, bằng 10% so với dự kiến. Được trở lại làm việc trong trạng thái bình thường mới, đó là niềm vui lớn của người lao động. Niềm vui ấy như được nhân đôi khi cầm trong tay số tiền hỗ trợ từ sự quan tâm của đảng và nhà nước. Đó cũng là niềm vui chung của nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống của người dân cả nước. Cà Mau là một trong những tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Để giảm bớt gánh nặng kinh tế, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Theo đó, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động rất ý nghĩa trong thời điểm khó khăn sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tôi làm ở công ty này gần 10 năm, tính ra năm 2013 tới giờ cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà trước vô làm thì có mướn trọ ở khối 11. Đợt dịch COVID này, các cấp trên đó có hỗ trợ 1,5 triệu. Thì qua sự hỗ trợ đó, tôi cũng cảm ơn với các cấp trên. Thông qua chế độ mà chính sách của nhà nước hỗ trợ là cũng như là giúp được là 3 tháng là 1 tháng 500 ngàn, 3 tháng 1,5 triệu. Thì chúng tôi cũng được vui và cảm ơn là nhà nước và đảng và chính quyền cũng giúp cho đó, công nhân cũng rất là cảm ơn, phấn khởi. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn dịch COVID-19, cuộc sống của những lao động ở trọ khá chật vật khó khăn. Ngay sau khi biết những thông tin đầu tiên về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, nhiều lao động rất vui mừng khi nhận được tiền. Mặc dù số tiền không quá nhiều so với nhu cầu cuộc sống, nhưng đối với những người lao động là công nhân xa nhà, đây là sự động viên khích lệ to lớn. Dịch thì ảnh hưởng cũng rất nhiều người, với bản thân của em cũng bị ảnh hưởng. Rồi nhà nước thì cũng hỗ trợ cho dân, em thấy vui tại em mướn trọ. Đi làm mà muốn trọ mà trong mùa dịch thì tất nhiên là không có được đi làm, lại tại tốn tiền nhà trọ đó đó. Cho nên nhà nước mà cho chị em rất vui. Giờ đây, cuộc sống đã trở về trạng thái bình thường mới. Mọi người đều vui mừng, an tâm lao động sản xuất. Đối với người lao động, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà của chính phủ như tiếp thêm động lực để người lao động gắn bó lâu dài với công ty, doanh nghiệp, nơi cho họ sự an tâm và ổn định về kinh tế.